Sau Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Daikin mặt nguyệt này. Cái mẫu Daikin mặt nguyệt thì vẫn là cái mẫu mà bên em bán rất là chạy, tầm hình thức rất là đẹp, giá thành tầm trung vừa phải. Mẫu mã tính năng thì không có con nào sánh được bằng cái tầm tiền này rồi. Kể cả lên các cái tầm tiền khác của Daikin thì tính năng vẫn là vậy các bác ạ, chứ không có cải tiến gì về tính năng nhé. Như cái con mặt nguyệt này, máy thiết kế rất là chắc chắn, bền bỉ. Cánh cửa cơ hết tất cả các bác nhé, không có gì là hỏng luôn, cực chắc chắn luôn. Trẻ con nghịch thoải mái không sợ như bẻ cánh như Panasonic. Nếu mà Panasonic mà nhà bác nào có trẻ nhỏ bẻ cánh đi bẻ cánh lại này là hỏng motor nhé. Nhưng bọn này thì nó thiết kế không có gì là hỏng luôn. Một con bên em đã làm trắng đẹp sạch sẽ, tinh tươm hết các bác, đấu với nắp điện 220V rồi. Tất cả các tính năng tắt bật ok hết nhé. Đây. Nút bấm nha các bác, hết ok, tắt bật đèn, ghi ông các kiểu hết luôn. Báo phần trăm độ ẩm, cảm biến ẩm em đã thay mới hết nhé. Những cái Daikin này về tất cả đều phải thay cảm biến ẩm mới hết. Mã số 1. Nội thất sạch sẽ. Nội thất bọn này thì em đều là chọn sạch đẹp, cái hai cột kính điện đẹp các bạn này, tim mơ cái thứ ok rất mới nhé. Màng HEPA thay mới này, màng than trong này. Đây. Trước đây kim mặt nguyệt đẹp, mẫu mã đẹp, sạch sẽ. Chiếc này thì các bác dùng cho phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông đổ lại. Lọc khí bù ẩm khử mùi diệt khuẩn, ba tính năng luôn. Những ngày hanh khô các bác bù ẩm, bình nước bù ẩm các bác nhé. Mang tẩu ẩm thứ theo máy còn rất là đẹp này. Một chiếc Daikin mặt nguyệt đẹp, giá 3,3 triệu bảo hành 1 năm tất cả các hạng mục luôn. Bất kể lỗi gì bên em đều bảo hành hết nhé. Trong vòng 1 năm bảo hành tất cả các lỗi. Đấy, trừ các bác đập thôi, bác đập vỡ thì chịu, chứ còn các bác không đập vỡ mà tự nhiên hỏng em chịu hết. Đấy, thế là các bác yên tâm là như vậy nhé. Máy lọc khí này thì siêu lành bền rồi, bên em đổi điện bằng Việt Áp. 3,3 triệu, chào các bác.